Chào cả nhà nha, hôm nay thì Khánh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin về cái kết quả hiệp 1 trận đấu giữa U20 Nhật Bản gặp U20 Guam trong khuôn khổ là vòng loại U20 châu Á năm 2023. Và hiệp 1 trận đấu này vừa mới kết thúc và có tỷ số là phần thắng nghiêng về Nhật Bản với tỷ số rất là đậm. Nhật Bản hiện tại bây giờ kết thúc hiệp 1, Nhật Bản đang còn dẫn Guam với tỷ số là 5-0 nha quý vị. Đây là một cái kết quả có thể nói là không có bất ngờ vì là Nhật Bản là một cái đội bóng hàng đầu của châu Á, còn Guam là một cái đội bóng vùng trũng của khu vực châu Á, cho nên là một cái chiến thắng ở hiệp 1 5-0 là điều rất là dễ hiểu và cũng rất là nhiều người dự đoán ra được. Và tôi nghĩ rằng hiệp 2 sẽ còn rất là nhiều bàn thắng nữa nha quý vị, có thể là trên 10 trái đấy quý vị đấy. Nhưng mà nhiều khi là Nhật Bản có thể là hiệp 2 ấy là cái tỷ số này là cái tỷ số an toàn rồi, cho nên là Nhật Bản có thể là tung rất là nhiều cầu thủ mà đội hình dự bị ra để cho được họ sát chẳng hạn vậy đó, để cho giống như gian thử nghiệm đội hình một cái trận giao hữu luôn, thì có thể bàn thắng không nhiều bàn, nhưng mà tôi nghĩ là tệ gì cũng phải là 9 trái 8 trái, nhưng có việc 8 trái là tệ gì hiệp 2 cũng ghi được thêm 3 bàn đấy. Thì đó là chính là dự đoán của Thai TV thôi. Còn tất cả quý vị và các bạn dự đoán như thế nào thì hãy comment phía bên dưới này. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn yêu mến kênh Thai TV thì hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.